Khi có khán giả yêu cầu bạn nấu món ăn thật ngon và đăng thường xuyên trên kênh YouTube của bạn và kết quả đây là... Hi cả nhà, lời đầu tiên xin cho mình gửi đến quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Giống giới thiệu đám cưới quá. Theo như yêu cầu của một bạn khán giả comment ở trong cái kênh YouTube của mình đó bạn, thì mình thấy bạn đề nghị là nấu về món ăn, review món ăn, thì đây là cái đề tài mình cũng rất là thích đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ review một món ăn, mời các bạn cùng xem clip nhé. Hello cả nhà, ngày hôm nay mình lại tiếp tục một món mới, đó là món bún riêu nha mọi người. Bún riêu này mình tự làm nha. Đây, mình kèm theo một dĩa rau. Và đây là một cái tô bún riêu mình đã chuẩn bị sẵn hoành tráng cho mọi người. Đấy. Đây, nguyên cái má heo, trên đây đã có mắt heo nữa bạn. Nguyên cục xương rất là to luôn. Rồi, đây có tàu hũ nè, mình rất là tàu hũ. Cái ớt, cà chua. Thì hôm nay mình chỉ có tổng hợp là mình có thịt heo, tàu hũ, cà chua, lại kèm theo một ít ngò gai. Bây giờ mời các bạn cùng dùng bữa trưa với mình món bún riêu này thôi nha. Mời cả nhà, vô. Quên nữa ha, đây nè, bún riêu không có bún riêu sao ăn ngon được, không tôm chứ. Mình tí tôm lên nè. Quá thơm. Nhiều người ta không ăn được cái mùi vị của mắm tôm này. Trộn lên. Quá xuất sắc luôn mọi người. Rồi, trong clip này mình cũng sẽ thực hiện ăn hết cái tô này luôn nha. Nên trong quá trình mình ăn mình sẽ ít nói hơn những clip khác. Mời các bạn dùng bữa trưa này với mình ngày hôm nay nha. Một ít rau vào nè. Tô đầy quá nè. Rau chuối, rau muống, giá. Và mời cả nhà nha, vô. Ngon lắm. Một ít nữa. Trong là thời gian rảnh ở nhà cũng là tự mày mò nấu ăn. Muốn ăn gì thì mình lên mạng các bạn. Mình cũng không biết nấu ăn. Tự lên mạng ngồi coi coi sao. Công thức sao thì trước thì làm. Bạn nào có ý tưởng món ăn mà nó hấp dẫn, bạn có thể comment vào clip này, mình sẽ thực hiện nha bạn ha. Món nào khó quá thì mình nhắc lần bỏ qua nha. Món nào nằm trong tầm tay của mình sẽ thực hiện được. Có nhiều bạn mình đăng lên clip mình cũng nói tất cả những cái trang mà mình có sử dụng á, nhưng mà cũng có một số bạn mới có bạn cũng chưa rõ, mình xin nhắc lại nha. Mình có tham gia ba cái mạng xã hội, thứ nhất là Facebook của mình tên là Watch. Cái thứ hai là mình có xài YouTube, mình làm về YouTube các bạn, mình thích hát và cũng như là làm vlog. Thì kênh YouTube của mình được mang tên là Ông Giáo Trẻ Vlog. Nếu mọi người có thời gian rảnh cũng như là muốn giải trí thì hãy vào ghé và xem để mình giải trí những lúc mình mệt mỏi các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo mình có xài TikTok nữa các bạn. TikTok của mình được mang tên là A+Vách Tín, các bạn không giấu ha. Mong thời gian sắp tới sẽ được đồng hành với các bạn thật là nhiều những cái clip hay, những cái clip vui hơn nữa. Món bún riêu này nè bạn, mình cũng nấu rất là nhiều lần rồi, mà lần này mình đánh giá là được 8 điểm nha mọi người. Mà được xem, và thật sự càng nấu nó càng có kinh nghiệm này. Mấy lần trước mình nấu cỡ dở 3-4 điểm à. Không ai như mình, tự nấu tự ăn tự khen.
Xuống ngay miền lại, mình hầm nó khoảng 1 tiếng. Xuống máy em này không? Thì chủ yếu là nó xuống to rất nhiều. Sạch cũng thức lợi ích. Ăn máy heo là mình thích ngay cái chỗ mà vị trí của con máy các bạn. Béo quá. Ngoài đường người ta bán rất là nhiều món về máy heo. Máy heo nướng nè. Là cháo lòng máy heo nè. Bữa mình có dịp đi xuống Cần Thơ bạn ăn cái món máy heo nướng đó ngon lắm. Hiện thời tiết hôm nay không có nắng quá các bạn, nó hơi vui. Không khí buổi sáng nó hơi lạnh. Sắp Noel rồi. Mà mùa đông năm nay là thấy mình cảm thấy có cảm thấy là không khí nó lạnh. Chứ là năm trước mình cảm thấy là bình thường. Bạn nào có ý tưởng món ăn ngon ngon, bạn có thể comment vào clip này, mình sẽ thực hiện cho các bạn. Mình cũng rất là xin lỗi tất cả các khán giả đã theo dõi kênh YouTube Ông Giáo Trẻ Vlog của mình đã được 1 năm rồi. Thì do cái tính chất công việc của mình á, mình không thường xuyên, dạo gần đây mình không có thường xuyên đăng clip lên để cho tất cả mọi người cùng xem á. Thì rất là xin lỗi các bạn rất là nhiều ha. Do công việc gần đây á, mình có một số công việc nó chiếm hết thời gian, nên mình không còn thời gian để mà mình quay những cái clip vui vẻ cũng như là giải trí cho mọi người nhiều hơn, để mọi người xem nhiều hơn. Thì mong mọi người thông cảm giúp mình ha. Và mình sẽ cố gắng thời gian sắp tới mình sẽ đăng clip đều hơn để cho các bạn cùng vào giải trí ha. Có gì nhớ ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Món riêng này mình rất thích ăn. Tở, bún bò, bún biêu, hủ tiếu. Đó là những món ăn rất quen thuộc.
thực hiện hết cái tô hủ tiêu cho mình tự nấu, mình 8 điểm nè, 8 điểm nè. Các bạn có thời gian các bạn hãy tự làm, tự ăn cũng rất là ok nè. Vừa sạch sẽ, vừa tiết kiệm, là vừa phải lỡ đi đâu mà có bụi thì nó vẫn. Hy vọng thời gian sắp tới mình sẽ ra thật là nhiều clip để cho các bạn cùng vào xem cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Mình cảm ơn các bạn trong những cái thời gian vừa qua, cũng có nhiều bạn khán giả hỏi riêng mình tại sao dạo này không đăng clip thường xuyên nữa. Thì mình rất là xin lỗi tất cả mọi người vì do cái tính chất công việc hiện tại của mình không có thời gian để mà mình có thể làm được nhiều clip hơn. Thì hy vọng thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng để khắc phục, để sắp xếp lại cái thời gian để đăng thật là nhiều clip hay để gửi đến tất cả mọi người. Mỗi lượt like và mỗi lượt xem cũng như là lượt đăng ký của các bạn đó là một cái động lực rất là to lớn đối với mình. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Và bây giờ xin chào tất cả các bạn và chúc cho các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Bye bye.